Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái sáng nay, ngày 31 tháng 3 năm 2023. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây xin gửi tới các bạn những thông tin cụ thể cập nhật về giá mít Thái sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, giá mít Thái hôm nay ngày 31 tháng 3, giá mít Thái bất ngờ giảm mạnh. Cập nhật giá mít Thái hôm nay 31 tháng 3 tại đồng bằng sông Cửu Long cho thấy giá mít giảm tới 3.000 đồng trên kg so với hôm qua. Như vậy, sau 3 ngày giữ giá, ở ngày thứ 4, tức hôm nay, giá mít giảm mạnh, không đi theo dự báo trước đó. Tại sao giá mít giảm mạnh? Nhiều hộ dân ở tỉnh Tiền Giang cho hay thông tin giá mít giảm khiến ai cũng không ngờ đến, vì thời điểm này số lượng mít trong vườn dân rất ít, đáng lẽ giá mít tăng để khuyến khích các thương lái đi thu mua. Theo đó, đa số các vựa báo giá mua mít Thái cụ thể như sau: mít nhất 38.000 đồng trên kg, mít nhì từ 28.000 đồng trên kg, mít kem lớn 31.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 21.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 14.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 21.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 11.000 đồng trên kg. Còn các thương lái vào vườn và thông tin mua mít nhất với giá 36.000 đồng trên kg, mít nhì từ 26.000 đồng trên kg, mít kem lớn 29.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 19.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 12.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 19.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 9.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận sáng nay, tùy vào từng thương lái và tùy vào từng khu vực thu mua, giá mít Thái Tiền Giang có thể chênh lệch khoảng 1.000 đồng trên kg. Cũng như giá mít Tiền Giang, giá mít Thái tại các tỉnh thành khác ở đồng bằng sông Cửu Long giảm 3.000 đồng trên kg. Ở những tỉnh thành này, các vựa và thương lái mua thấp hơn giá mít Tiền Giang khoảng 1.000 đồng trên kg. Các vựa tại những địa phương như Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Long An và thành phố Cần Thơ báo giá như sau: mít nhất với giá 37.000 đồng trên kg, mít nhì từ 27.000 đồng trên kg, mít kem lớn 30.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 20.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 13.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 20.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 10.000 đồng trên kg. Còn giá thu mua tại vườn thấp hơn 2.000 đồng trên kg so với giá mua tại vựa. Cụ thể, giá mít nhất 35.000 đồng trên kg, mít nhì 25.000 đồng trên kg, mít kem lớn 28.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 28.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 11.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 18.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 8.000 đồng trên kg. Thưa các bạn, nguyên nhân giá mít giảm mạnh do đâu? Theo tìm hiểu, trong 20 ngày qua, mặc dù giá mít tăng giảm liên tục, tuy nhiên vẫn theo xu hướng chung là giảm. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 là giá mít Thái đã giảm 4.000 đồng trên kg, đưa giá mít Thái ở mức đỉnh điểm là 54.000 đồng trên kg, loại mít nhất mua tại vựa, tại khu vực tỉnh Tiền Giang xuống chỉ còn 50.000 đồng. Về sau giá mít Thái giảm dần và hiện chỉ còn 38.000 đồng trên kg. Một số vựa và thương lái nhận định sau 3 ngày liên tiếp giữ giá 27, 28 và 29 trên 3, ở ngày thứ 4, tức hôm nay giá mít giảm 3.000 đồng trên kg, cũng có nghĩa là giá mít Thái không còn cơ hội để tăng nữa, có thể tiếp tục đi xuống trong vài ngày tới. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa khiến giá mít Thái giảm là do mùa thu hoạch trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long sắp đến, ở các quốc gia khác cũng có nguồn cung lớn về trái cây. Đây cũng là lý do những năm trước, thời điểm này giá mít giảm. Tuy giá mít giảm nhưng theo đa số người dân cho hay, không ảnh hưởng nhiều. Bởi giá mít nói trên vẫn giúp người dân thu lời nếu có trái mít bán, hơn nữa hiện lượng trái mít Thái đang thu hoạch. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá mít Thái sáng nay. Mình chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui, may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.